Hello, shop vật tư Nuôi Ong Hùng Mạnh xin mến chào tất cả các anh chị và cô chú. Bây giờ cũng đang là vụ mùa rồi, tất cả anh chị cô chú đang chuẩn bị để mình bước vào cái công cuộc nước rút để mà mình tạ Chúa, mình nhân đàn, đúng không ạ? Mình chia đàn để chuẩn bị cho cái vụ mật 2020. Thì bên em thì cũng rất là bận rộn với những cái ngày cuối năm như này đó, thì cũng đi đổ, mọi anh em mình chuyên đổ tất cả những cái hàng vật tư, áo bảo hộ, mũ bảo hộ, bình khói, chân tầng và tất cả những cái vật tư nuôi ong nội đó, vật tư nuôi ong nội, vật tư nuôi ong ngoại và các cái thuốc điều trị bệnh trên ong đó. Nhà em thì đổ xuyên đổ gì là tất cả các tỉnh thành. Thì hôm nay em có một cái lô hàng mới mà về và có hai cái sản phẩm mà tuy rằng không mới với cơ sở chúng em nhưng mà em tin chắc rằng rất nhiều người chưa biết đến. Thì hôm nay em sẽ làm một cái clip để quay và giới thiệu cho tất cả những anh chị có thể là trải nghiệm, đúng không ạ, và tham khảo thêm những cái mà dòng thuốc, những cái dòng thức ăn bổ sung để mà mình bồi bổ đó, mình cho con ong nó ăn để nó kích thích cho cái sự phát triển của con ong nó mạnh hơn. Tại vì những cái mùa này thì nó sẽ là thiếu nguồn, đúng không ạ, thiếu nguồn phấn, nguồn hoa đó, thành ra là cái con ong ấy nếu mà anh chị nuôi mà chăm sóc không đúng cách và mình không có nhiều thời gian để mình dành cho cái đàn ong ấy thì nó sẽ tụt đó, ong nó sẽ tụt và nó sẽ kém phát triển. Thì hôm nay em vừa em về một cái thùng hàng thì cũng rất là nhiều thuốc, đặc biệt là các cái dòng thuốc phối ấu trùng này, thuốc trị trí và thuốc phối ấu trùng vôi đó, về một lô hàng này. Bây giờ em sẽ tiến hành em khui cái hộp ra để cho mọi người xem nhé. Đây cái thùng hàng nhà em về đây rất là nhiều luôn, thì em sẽ khui, em để lên cái bàn này, khui hộp lên cho mọi người cùng xem đó các bạn. Hello, mến chào tất cả cô chú và anh chị. Bên em thì chuyên là các cái dòng thuốc đó. Mọi người có thể thấy mà mỗi một lần về bên em đánh rất là nhiều thuốc, đặc biệt là những cái dòng thuốc của công ty bên Trung. Thì nói về ong ấy, ngành ong ấy, thì Việt Nam và Trung Quốc thì ở cái bề dày của cái ngành ong ở bên Trung Quốc người ta phát triển hơn rất là nhiều đó. Đây là cái đánh giá và cái cảm nhận của em nhé. Lý do ấy tại vì đất nước người ta phát triển rất là mạnh đối với cái ngành ong và có những công ty người ta chuyên để sản xuất thuốc thôi đó, chuyên sản xuất thuốc và xuất đi tất cả các cái nước như Tây Âu đó và Châu Âu và các cái nước Đông Nam Á đó, Yemen rồi các kiểu. Thì người ta sẽ nghiên cứu và người ta làm ra những cái thuốc để cho dành riêng cho con ong, được không ạ? Dành riêng cho con ong. Thì bên em cũng có tìm tòi học hỏi và trải nghiệm. Thì đã đánh những cái dòng này về và được rất nhiều những anh chị cô chú ở Việt Nam dùng và rất là thích. Trên tay em đây là một gói được sản xuất bởi công ty Không Ta. Mọi người có thể thấy đây là biểu tượng của công ty Không Ta. Tất cả những cái thuốc mà bên em đánh thì đều là của công ty, chính hãng của công ty, đúng không ạ? Đều là hàng của công ty. Ví dụ như là các tất cả những cái dòng chí rùa, chí ba ba thì là của hầu hết của Trương Sinh và của Quang Sư Việt Nam, hay còn gọi là Uông Kỵ, đúng không ạ? Còn những cái dòng thuốc nuôi ví dụ như là thuốc này là cái gói này gọi là gói dưỡng ong, gói kích đẻ đó, thì của công ty Khương Ta, được không ạ? Khương Ta đây, Khương Ta của công ty Khương Ta Trung Quốc. Thì bên để mà những cái dấu hiệu để mà mình biết đâu là thuốc của công ty chính hãng mà đâu là hàng trôi nổi trên thị trường ấy, thì mọi người có thể thấy thì nhìn cái bề mặt này đó, thì nó là đều có tem mác của công ty. Thứ nhất là có tem mác, và cái thứ hai bên mặt bên sau của cái gói thuốc ấy thì nó có đều có hướng dẫn chi tiết. Đó, hướng dẫn chi tiết và thành phần. Và trong khi đấy thì đây, mọi người có thể thấy đây là số điện thoại liên hệ này, đó, trang web này, và ngày sử dụng, đúng không ạ, hạn sản xuất, ngày sử dụng.
thì bên Trung người ta sẽ tính ấy, là năm tháng ngày không giống Việt Nam. Thì khi mà anh chị cô chú sử dụng những cái dòng thuốc của Trung Quốc ở bên em mà các cơ sở khác ấy, thì mọi người có thể là nhìn vào đây để biết là cái hạn sử dụng, cái đát của nó là đến bao nhiêu, đúng không ạ? Đây là ngày tháng năm này, đó, sản xuất là ngày sản xuất là năm 2019, đúng không ạ? Và tháng là tháng 9 và ngày mùng 7 tháng 9 2019, đúng không ạ? Đó là cái ngày mà người ta sản xuất đó, thì là mình có thể là dựa vào đây là mình biết. Và cái hạn sử dụng của nó là 2022, đúng không ạ? 2022 đến tháng 9 năm 2022. Đây là cái mà mình có thể dựa vào đấy để biết là cái thuốc này, cái đát nó dài hay là đát nó ngắn, đúng không ạ? Và mình biết được đâu là thuốc của công ty chính hãng. Đây là một cái gói mà em có thể nói sơ qua cho mọi người ấy. Nó rất rất là hay, đối với đặc biệt là đối với hai cái loài ong mà hiện tại đang nuôi phổ biến ở Việt Nam. Một đấy là ong Ý hay còn gọi là ong ngoại. Cái thứ hai đấy là ong nội. Nó hay ở cái điểm nào? Ví dụ như là ở cái mùa như thế này, đặc biệt là những cái tháng mà chia đàn, nhân đàn hoặc những cái tháng mà nó thiếu nguồn, thì cái đàn ong nó tụt, đúng không ạ? Đàn ong nó tụt, quân nó tụt, đó. Thì mình cho ăn cái thức ăn bổ sung này để cho nó kích cái đàn ong lên, con chúa nó đẻ nhiều hơn, nó nuôi trùng tốt hơn. Đấy là một cái ưu điểm đầu tiên của cái gói này mang lại, đó. Cái ưu điểm thứ hai là cái tuổi thọ. Cái tuổi thọ ấy, khi mà con ong, cái đàn ong nó đã lên ấy, thì cái tuổi thọ của con ong thợ này này nó cũng kéo dài hơn so với bình thường, được không ạ? Nó sẽ kéo dài hơn so với bình thường. Và một cái đặc điểm thứ ba nữa là đàn ong khi mà ăn cái thức ăn bổ sung này nó phát triển rất là mạnh. Đó, nó phát triển rất là mạnh đó. Thì khi mà đàn ong phát triển mạnh ấy, thì tất cả những cái bệnh, mầm bệnh hoặc là những cái sâu bánh tổ hoặc là những cái bệnh như là bệnh thối ấu trùng tuổi lớn tuổi bé, thối ấu trùng vôi rồi sâu bánh tổ thì nó sẽ được hạn chế. Đấy là cái thứ hai. Một cái thứ ba mà em muốn nhắc đến á, khi mà mình dùng thức ăn bổ sung này để bổ sung các cái hàm lượng dinh dưỡng, chất dinh dưỡng cho con ong ấy, thì cái phấn hoa mà mọi người cho ăn ấy, nó sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Đó, nó sẽ giảm xuống mức tối thiểu. Ví dụ như bây giờ mọi người đang cho ăn, đang bo là 4 cân thì nó sẽ giảm xuống 2 cân, đúng không ạ? Nó sẽ giảm xuống được một nửa. Đó, đây là những cái mà cái thuốc thức ăn bổ sung dinh dưỡng này mang lại. Đó, hiện tại thì bên em phân phối rất là nhiều tỉnh thành, ví dụ như là Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, miền Bắc thì hầu như là tất cả những cái tỉnh, ví dụ như là Sơn La, Điện Biên, đó, Lai Châu, đó, kiểu đó, thì người ta anh chị cô chú ấy sử dụng rất là nhiều và cực kỳ hiệu quả, kể cả cho ông nội và ông ngoại. Đó, thì em sẽ hướng dẫn luôn mọi người cái cách dùng nhé, cái cách dùng cái gói thuốc này nhé. Thì một cái gói này ấy, 100g, đó, 100g mọi người nhé. Khi mà anh chị sử dụng ấy, mọi người bo với cả là bo phấn hoặc là bo bột ấy. Đây, em có thể cho quay sát vào cho mọi người xem. Đây, anh chị có thể là bo với cả là phấn hoặc là bo với bột. Thì một cái gói như thế này, đó, đây là 100g này, mọi người có thể thấy đây là 100g. Thì một cái gói như thế này anh chị sẽ cắt ra, đó, mình sẽ cắt ra và bên trong của nó sẽ có là hai gói nhỏ. Bên trong của cái gói dưỡng ong này nó sẽ có thêm hai gói, đúng không ạ? Bên trong này mọi người, khi mà mọi người cắt ra thì bên trong này nó sẽ có hai loại thuốc, đúng không ạ? Thì mình sẽ cắt cái gói nhỏ ra và mình trộn đều. Đó, trộn đều với cái số thuốc còn lại, và trong đấy thì mình trộn với cả là một gói này cho 8 cân phấn hoặc là 8 cân bột mình cho ăn, được không ạ? Một gói này mình trộn, đó, bên trong nó có một gói nhỏ nữa, và mình trộn cái hỗn hợp giữa cái thuốc đấy và cái thuốc bên ngoài cho 8 cân phấn hoặc là 8 cân bột mình bo cho con ong nó ăn, được không ạ? Nếu mà ong nội thì mình giảm xuống là khoảng một gói này cho khoảng 5 đến 6 cân, được không ạ? 5 đến 6 cân phấn hoặc bột. Đó, thì nó cũng tương đương với là cái cách mà mọi người cho ăn với nước đường. Đó, thì đối với phấn với bột thì mình bo theo tỷ lệ như em vừa nói, đó, như em Hùng vừa nói. Còn đối với là ăn những anh chị cô chú mà chăn theo hình thức là cho ăn đường đó, thì mình có thể là một gói này mình pha với cả là 5 đến 6 lít nước mình cho ong nó ăn, được không ạ? Liệu trình ấy,
thì là cứ 5 đến 6 ngày anh chị cho ăn lại một lần. 5 đến 6 ngày anh chị lại cho ăn lại một lần. Nó rất vô cùng hiệu quả, rất hiệu quả luôn, được không ạ? Đó, theo cái tỷ lệ mà em vừa với nói đó thì mọi người cứ cho ăn và cái hiệu quả nó sẽ rất là cao, được không ạ? Và mình cho ăn đối với những cái đàn ong mà nó yếu, nó tụt ấy, thì mình cho ăn từ 3 đến 5 lần là ok đó. Ong lên rất là mạnh. Bên em mình bán là ship hàng toàn quốc, được không ạ? Bên em ship hàng toàn quốc đó. Bên em sẽ ship hàng toàn quốc. Anh chị cô chú những đang quan tâm tới những cái sản phẩm mà thuốc thối ấu trùng tuổi lớn tuổi bé này, thuốc thối ấu trùng vôi, hoặc là có thể là cái thức ăn bổ sung dinh dưỡng này cho ong, được không ạ? Thì có thể là liên hệ cái số điện thoại em để ở phía dưới bên cạnh cái phần tiêu đề đó, mọi người alo và em Hùng tư vấn chuyên sâu hơn cho mọi người về cái cách sử dụng thuốc, cái cách bắt bệnh của ong mà cái trang trại hiện tại anh chị đang bị, được không ạ? Và mọi người có thể thấy đây là kho vật tư của bên shop Hùng Mạnh, có rất là nhiều áo, các cái mẫu áo bảo hộ, mũ bảo hộ đó, bình khói chân tầng. Bên em thì chuyên cung cấp đầy đủ hết, mọi người chỉ cần alo và em gửi hàng, ship hàng toàn quốc, được không ạ? Anh chị cô chú nhận hàng tại nhà đó, kiểm tra hàng trước khi nhận hàng, nếu mà chính hãng của công ty thì anh chị cô chú là thanh toán cho nhân viên bưu điện, được không ạ? Không chính hãng, không hài lòng về sản phẩm thì mọi người giả về cho em Hùng, được không ạ? Đó, cơ chế mua hàng rất là rõ ràng và cách thức đặt hàng rất là đơn giản, mọi người chỉ cần alo và em Hùng sẽ tư vấn thêm cho tất cả những anh chị những cái dòng thuốc, được không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo, và em cũng mong rằng anh chị cô chú sẽ ủng hộ em Hùng bằng cách là sẽ đăng ký kênh để cho cái kênh shop Hùng Mạnh của bên em phát triển mạnh mẽ hơn, và mình có thể là lan tỏa được giá trị đến nhiều người hơn đó. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo.